Đấy các bạn ơi, đây là một xe là đậu hũ. Rồi mẹ mình rất là thích ăn đậu hũ nha các bạn. Ngày nào đi ngon cô bón là sao có bữa bón bữa nghỉ phải không? Bữa lạnh bữa xuống. Bón bữa nghỉ. Bón chỗ khó hay là nghỉ? Bón chỗ khó, bón chỗ khó. Ở đây là đường các bạn. À này anh mua đem về đây. Rồi. Mẹ lấy tô à. Đó. Mẹ ăn ha. Trời ăn ủng hộ luôn. Ủng hộ luôn. Ê cô ở tỉnh Bét, năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô? 57 tuổi. 57 tuổi rồi. Đó, ngày nào cũng bón một cái đây là ngày một. À nhà 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 cô bón buổi sáng nữa phải không? Buổi sáng chợ đó, bữa mày quay đó. Rồi buổi sáng ở chợ các bạn. Đây đồ hũ nè, đồ hũ là mình áo bằng cái gì vậy? Nó bằng đồ nành. Đồ nành hũ đồ nành sai ra. Sai ra lạ. Náo. Là mà xong nó ra đồ hũ trắng hai dính lại hai hệ. Ra rồi lạ, náo. Rồi làm cho đũa vô ui. Rồi làm cho cháu một trắng luôn. Ấy mẹ ăn cái phải. Không, để vừa không mẹ vừa lấy cái từ lấy bóp hả? Hả? Từ lấy bóp hả? Mẹ vô lấy cái bóp cũng được. Lấy đi. Hả? Quay vậy. Tưởng anh thấy thường là ăn. Hả? Từ lấy bóp hả? Đi tại vì lấy bóp đi. Cái mua hả? Nó quay luôn rồi luôn. Đúng hả? Rồi sao mẹ ăn ngay cái nước hả? Đó, ăn lãng lãng. À, quay ăn lãng lãng với hả? Ờ để vô lấy cái bóp cũng được. Chứ chị chợ lâu. Quay miếng rồi bữa trước quay cái kia rồi nó nói xong. Đó các bạn ơi, mình lấy cái chén. Đó chơi sợ chợ lâu. Chơi cua. Ờ mẹ mình cũng lấy cái tô các bạn ăn canh hồi nãy cũng qua anh Thanh hồi nãy anh mua anh cũng đem cái chén của anh qua anh mua à. À. Sợ chợ lâu các bạn. Cô còn đi bón nhiều nơi nữa, bón hết cái này nữa mình ăn hơi lâu. Đó, mình cái đây mình ăn từ từ mình thưởng thức. Đó. Đó. Cô đây cái xe đọp thôi phải không? Cô bón một ngày về kiếm được nhiều không? Nhà kiếm ít trăm. Ủa vậy ngon đầu sướng đầu. Phải hơn làm công nhân rồi. Vậy hơi giờ sớm. Hơi sớm. Vậy hơi giờ sớm bón nước tụ nành đậu hũ. Đậu nành, đậu hũ. À đậu nành, đậu hũ. Một thứ mà đậu nành mình nấu hai thứ luôn. Nấu hai cái. À cô này cô bán ở quê mình này các bạn ơi. Ở tỉnh Bét tỉnh Đâm cô bán thường khu vực này nhiều. Ở huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi này. À cô ở quận tỉnh Bét phải không? Ờ. Ở các bạn ơi cô bán là một ngày nào cũng bán mà bán là có bữa lên đây có bữa không lên các bạn. Bán thay đậu chứ người ta ngoài ta ngón phải không? Rồi của mẹ quê của cháu hai chén là bao nhiêu cô thấu tiền ở bữa đưa 10.000 mà thấu tiền các bạn đó đưa 10.000 mà thấu vậy là có 6.000 thôi đó các bạn em đường đồ hũ ngon vậy mà 6.000 ở quê mình nếu mà chịu khó các bạn chịu khó thì mình làm nghề gì cũng có tiền hết đó, mà phải chịu khó làm thôi các bạn. Ủa đâu đâu bò. Nghe đâu có mẹ đâu. Đồ hũ rất ngon các bạn. Các bạn màu trắng ha, đẹp không? Đó. Ở đây là đường. Đó. Nghe nói đồ hũ là đường ăn không ăn mà đặt mà ăn phải không? À, ăn với bằng đường thôi. Cái đây đường cô náo ra. Đó, rất ngon các bạn ha. Thôi bây giờ mình mua. Thôi mẹ mình ăn ngon các bạn. Ờ, mẹ năm nay là 81 tuổi rồi các bạn, ăn ngon không? lấy cái chén này để cho cô đi các bạn. Đó. Quay mình chia sẻ cho các bạn ăn đồ hũ con tấu nè, đồ nành á, đây nấu bằng đồ nành đó cái tấu nghe. Đồ nành đậu không? Thôi mẹ mình ba tính bởi vui lắm mẹ. Ăn đậu hũ không? Ba kêu. Lấy tủ. Vô lấy cái tô đi, cái chén gì đi. Hả? Để cho cái quạt. Đâu để mình dám ăn luôn. Lấy muỗng đây, muỗng này nè, ăn nè. Nóng. Mà ăn vậy nó ngon, đã. Nay vợ đi bữa qua. Dạ đi đồng hũ vô đó đi sao. Mấy bữa cô có bón xù xoa nữa hả? Thế này. Sao cũng ngon vậy, sao khó náo không? Đang ở
Ừ. Xoa dĩa náo hơn đồ hủ không vậy? Xoa dĩa náo hơn đồ hủ chứ, đồ hủ trời chuyển chuyển vậy thôi. Nha nè. À. Sáng rồi sọt vô đó, sọt vô là đè được rồi đó, nhưng mà nếu mà bình nó giữ ngon lành là đè bình thường. Ăn đồ hủ, đồ ăn chén. Đồ đây kiếm à? Đây à, quay quay rồi đưa lên thôi, chứ không có trực tiếp. Quay video đưa lên. À, cô này của ăn lắm, quay về cái con của mã coi. Vô vi tài vlog coi. Rất ngon các bạn ơi, mình ăn khỏi muỗng luôn. Về mở thứ gì? Vô bấm vô vi tài vlog. Vi tài là tiếng Sài Gòn, còn vi tờ á, vi tờ là quán ngữ á. Vi tờ vlog. Còn vi tài tiếng Sài Gòn, tiếng phổ thông. Vlog là có không? À. Thì muốn ăn không? Ừ. Thôi mang đi. Đợi đợi. Con cầm húp húp vậy thôi. Đó. Thằng cu cháu mình ra nó mua đó quạng. Mua. Con biết rồi. Mua bao nhiêu mà cầm cái tô bự vậy? Hả? Mua hết luôn à? Đi ra. Mua hết luôn 10 ngàn luôn à? Con nhỏ phải không? Con thầy. Mua bao nhiêu? Má biết mua bao nhiêu? Chắc mua hết. Mua hết luôn 10 ngàn luôn. Mua bông cho đỡ kìa mẹ nó. Đó. Đấy ta đi bông giùm. Con bông được không? Bim. À. Bim cô Bim đây. Cô Bi này người Hàn Quốc nha các bạn. À, nó là ba nó là Hàn Quốc á. Ba nó Hàn Quốc hả? Bữa nay chủ nhật nó nghỉ á. Ừ. Nó coi điện thoại biết mà mát nó bị 4-5 độ rồi đó. Tèo kiến rồi các bạn thấy không? Nó mất năm nay mất là 5 tuổi rưỡi rồi. Đó, mà nó mát nó 4-5 độ rồi. Giờ lúc trước coi điện thoại để gần quá. Nên lúc này không cho điện thoại nữa, coi tivi thôi. Nó học vô vô hả? Bi con mấy tuổi rồi? 5 tuổi phải không? À, nó 5 tuổi. Bữa nay sao không đi học? Mai chủ nhật các bạn, đó không? Nó Hàn Quốc đẹp trai các bạn, không? Tao bưng cho được âm nắng bưng được âm. Đi chị bưng cho nó. Này, tao bưng giùm đi. Đó. Rồi. Đó, bãi cô đó có vô ở đây mình lấy mình mất hai mẹ con mình ăn hết luôn rồi. À. Thôi mình quay cho các bạn xem video là cô bán đồ hủ ở quê mình. À, tới đây mình xin là kết thúc, mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn là cái anh bán kem mà ở dưới chỗ Tình Hòa hai trường học. Đó, mình đi ngon, mình kem cũng rẻ lắm, 2.000 thôi. Ở cái tô mình, cái chén mình tính ra có 3.000 các bạn. Không, mẹ mình 3.000 là 6.000. Bây giờ mình chia sẻ cái anh bán kem ở trường học nha các bạn. Bán 2.000 một cây kem ngon lắm nha các bạn. À. Rồi cảm ơn các bạn nha. Bán cho anh cu một cây anh. Quả. Cô kem đỏ e. À. Bán cho cô em một cây. Đó. Đó, thưa các bạn, có anh, các chị nha. Anh em mình đi ngon, mình thấy đây bán kem, anh em bán kem cũng đông quá. Kem ngon quá mẹ. Đó, đây. Đó, ba. Vậy vậy cho nó với cái tay tôi nhớ không ạ? Mày la dữ quá không ai chịu nổi đâu. Cái 2.000 hả? Dạ, nó bán cho đẹp trinh mà. Con rẻ vậy? Chứ giờ ba bán nhiều làm sao nó mua. À, con rẻ vậy? Ở đây anh này anh bán chỗ Tình Hòa các bạn ơi. Gần chỗ cầu bánh xèo ơi. Đây mình có 2.000. Chứ mua với Wincom nhiều cây. Hồi bữa Wincom nghe. Mua một cây về tóm trồng ngon. Cây về tóm trồng ngon trên Lào quá. Mình đây. Còn cái gì? Cây nam. Bánh này bò. Cháu có lên.
Vừa đâu con, từ từ vô. Cô vô vừa vô đâu. Cái bo ngọt nữa. Cái bo ngọt là cái ly dạ. Ông mới vô rồi. Đây nó bữa có bữa nó cấm nữa đâu cho bán. Thế này. Bảo vệ nó, bảo vệ em ra bán à, đủ à. Bảo vệ cho thầy cho mấy con vịt. À. Mướn cái này. À, hồi nãy anh chế đọc em, chế bỏ ở đây đọc em. Bỏ tiền, bỏ cây mà đọc. Rồi đây con nhanh. À. Cây mang mót chứ ngon. Cây mà nhìn đè đè ngon á, sữa ngon. À. Đây quay YouTube, up lên YouTube. Đây cái xe đây, xe ba tóm mà lên máy rim rồi. À. À. Ai nữa hôm nay lấy cho nó. À. Đó, bộ này ngon con. À. Trường này có. Ủa. Trường có cái gì mà tàu gớm mẹ toàn cài tàu gớm con. À. Mình bón ở đây ở ngoài mà. Cấm em xin không cho em xin mua thôi chứ là nhiều sao báo được. À. Không cho em xin mua cho. Vậy nè, anh xem trong trong đó có bón hàng mình không có luôn. À. Chứ có cái tin đó chứ hè. Lúc đó cái tin có mà giờ nó đủ ra ngoài rồi. Gửi mày nè. Nó không cho bón. À. À. Đó giờ hình như học tiếng còn tiếng ra tiếng ra. Rồi cảm ơn anh. Đó, đây là quang cảnh ngoài đường ngoài Thành Hòa các bạn ơi. À.